Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Dân Stock. Thì hôm nay thị trường chứng khoán của chúng ta sau khi xuất hiện một phiên âm tháng 3 giảm 40 điểm thì hôm nay có những cái nhịp phục hồi kỹ thuật trở lại, là tăng 13,02 điểm so với phiên hôm trước và đóng cửa mức là 1.332,9 điểm. Giá trị giao dịch là 25.873 tỷ đồng, cũng tương đối cao. Và hôm nay anh chị thấy này, cái nhịp phục hồi kỹ thuật này chủ yếu là những cái dòng mà cổ phiếu ấy nó giảm rất mạnh thì hôm nay phục hồi trở lại. Thì có những cái mã cổ phiếu như Liên Việt Post Bank hôm vừa rồi giảm sàn thì hôm nay hầu như là tăng trần, hay là những mã phiếu như SSI này cũng tăng trở lại, hay là ACB, hay là HCM, hay là HBG và HSG cũng đang có những cái nhịp phục hồi kỹ thuật trở lại. Thì các anh chị cũng thể thấy rằng ấy, thị trường của chúng ta hiện tại nó có những nhịp phục hồi kỹ thuật như thế này thì mình có nên vào bắt đáy hay là mình vào mình tham gia bất kỳ một cái vị thế nào mới hay không. Theo đánh giá, cái việc mà tham gia ở những cái giai đoạn phục hồi kỹ thuật như thế này thì tương đối rủi ro, tại vì các anh chị biết ấy, thị trường của chúng ta khi nó xuất hiện phiên update 3 như thế này, cái việc mà nó kéo lên hình chữ V cũng như là kéo vượt đỉnh rất là khó. Tại vì sao? Tại vì ở thời điểm hiện tại sẽ có hai cái nguồn cung của thị trường nó đang có những yếu tố nó xảy ra ở thị trường này. Tại vì anh chị biết ấy, cái nguồn cung thứ nhất ấy, là cái nguồn cung từ các anh chị nhà đầu tư kẹp hàng đang có xu hướng là muốn bán hòa vốn. Cái nguồn cung thứ hai là cái nguồn cung do anh chị đầu tư này bắt đáy được, sẽ có lãi, sẽ chốt vào T2 và T3, khi hàng về sẽ tạo ra nguồn cung thứ hai. Và khi hai nguồn cung đó tạo ra thì thị trường của chúng ta nó cần có những cái nhịp cân bằng trở lại. Nếu có những cái lực cầu từ ở bên ngoài thị trường vào những cái nguồn cầu mới của các anh chị đầu tư chấp nhận rủi ro mua vào, nếu nó tích lũy và sẽ quay nó đánh vượt đỉnh thì thị trường chúng ta nó sẽ tiếp tục tích cực. Còn nếu nhịp này nó sẽ là một cái nhịp bull trap thì sao ạ? Nếu nhịp này là một cái nhịp bull trap thì rủi ro của anh chị tương đối cao. Khi á, có những cái nhịp phục hồi kỹ thuật trở lại, các anh chị thấy này, giống như những giai đoạn phía trước, lúc nào nó xuất hiện một phiên uptrend 3 thì nó sẽ có những cái giai đoạn phục hồi kỹ thuật trở lại. Nhưng cái nhịp phục hồi kỹ thuật trở lại như thế này là những cái lúc anh chị làm gì ạ? Để anh chị đầu tư mình có thể là canh cơ cấu lại cái lượng danh mục của mình, hay là mình có thể là hạ dần tỷ trọng, mình xin thoát khỏi những cái vị thế thua lỗ để thoát ra khỏi thị trường. Sau khi các anh chị thấy này, nhịp phục hồi kỹ thuật xảy ra, các anh chị mà cố chấp anh chị mua vào trung bình giá xuống, hay là các anh chị mua đuổi những mã phiếu tăng quá cao, các anh chị thấy vào T3 thôi, các anh chị thấy tài khoản anh chị đã bị mất rất là nhiều. Nên các anh chị lưu ý, cái việc mà rủi ro nó xuất hiện trên thị trường ở thời điểm hiện tại là tương đối là có, nên cái việc cần làm là quản trị rủi ro sao cho tốt, chứ không phải là mình mua bán theo những cái hiệu ứng của đám đông. Khi thấy thị trường tăng thì sao ạ? Mua đổi vào, và khi thấy thị trường giảm thì bán ra. Thì những cái người mà FOMO theo đám đông và không biết vì sao mình mua và không biết vì sao mình bán là những người thua lỗ nặng nhất trên thị trường chứng khoán. Và anh chị thấy này, thị trường chứng khoán của chúng ta có rất nhiều thời điểm an toàn để mình tham gia, chứ không phải là lúc nào mình cũng phải tham gia vào thị trường. Các anh chị thấy này, khi thị trường xuất hiện uptrend 3 sao ạ? Nó cân bằng lại như thế này này thì các anh chị tham gia được không? Tham gia được, nó vẫn còn thay vì thời gian để anh chị tham gia. Hay là những cái giai đoạn này này, nó xuất hiện uptrend 3 này, những nhịp phục hồi kỹ thuật để cho anh chị đầu tư thể là sửa sai, mà anh chị không chịu sửa sai mà anh chị cố chấp cãi lại thị trường sao ạ? Nó giảm thêm một nhịp nữa thì anh chị bắt đầu, anh chị có những yếu tố các anh chị hoảng loạn về những cái cảm xúc anh chị. Các anh chị thấy nó giảm mạnh như thế này, các anh chị lại bắt đầu anh chị bán ra thì nó lại phục hồi trở lại, nó tích lũy trở lại thì các anh chị bắt đầu anh chị lại tham gia vào thì sao ạ? Nó lại tiếp tục gãi, đúng không ạ? Thì cái yếu tố về những cái tin tức hay là những cái yếu tố về cảm xúc của đám đông nó luôn luôn sai trong thị trường chứng khoán này. Nên các anh chị thấy những cái rủi ro trước mắt thì anh chị cứ canh mà mình hạn chế rủi ro trước đi, chứ không phải là việc mà mình vào thị trường mà mình cứ mua bán được. Nên mình cần những cái nhịp yếu tố là cần thị trường nó cân bằng trở lại mình mới có những yếu tố hoặc là những cái thời điểm mình tham gia lại thị trường. Em ví dụ như những giai đoạn mà 2018 đi, 2018 là những yếu tố mà tiệm cận vùng đỉnh của nó này, các anh chị thấy này, nó cũng sẽ có những cái nhịp này, nó xuất hiện uptrend 3 giảm rất là mạnh, đúng không ạ? Sau đó này, các anh chị thấy này, nó quay lại có nhịp phục hồi kỹ thuật, sau đó nó lại retest lại đáy trước khối lượng thấp thì sau đó mới tiếp tục cái đà tăng. Và sau khi nó đến vùng đỉnh trước của nó thì sao ạ? Nó lại có những yếu tố này, nó tích lũy và sideways trở lại thì những cái thời gian này mình tham gia là lại vẫn chưa muộn này, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà nó có những cái nhịp phục hồi kỹ thuật như thế này thì sao ạ? Nếu mà nó có những yếu tố này, nó xuất hiện uptrend 3 sau đó phục hồi kỹ thuật trở lại mà các anh chị không chịu bán ra thì sao ạ? Nó bước vào một cái trend giảm mạnh như thế này thì sao? Thì làm sao mà các anh chị có thể là gỡ lại những khoản lỗ của anh chị trong thị trường khoán này được. Nên cái việc cần làm bây giờ là hạ dần tỷ trọng một xin đi. Còn cái việc tham gia thì tham gia khi nào mà mình chẳng tham gia được. Và khi mà thị trường nó gãy thế này, hầu như ấy là 80 đến 85% cổ phiếu nó đều đi theo thị trường chung. Nên chị lưu ý hạn chế ở thời điểm hiện tại là hạn chế mua mới, cũng như ấy là mình hạn chế mình tham gia những cái vị thế mà những cái mã cổ phiếu nó đã tăng quá cao. Em ví dụ như Liên Việt Post Bank đi, Liên Việt Post Bank ở thời điểm hiện tại nó sẽ có những cái lượng cung ở những vùng đỉnh này, nó sẽ bán ra, và khi có những cái lượng cung ở những vùng đỉnh này bán ra, hoặc là những triệu tư nào bắt được giá sàn này, khi mà về T3 khi mà nó bán ra thì sao ạ? Thì sẽ có những yếu tố nó điều chỉnh. Em ví dụ như nếu ngày mai mà nó sẽ điều chỉnh luôn thì sao ạ? Giống như là cổ phiếu KSB này, anh chị thấy này, giai đoạn phía trước đây là một cái ví dụ điển hình. Khi nó bước vào giai đoạn chạy nước rút này, anh chị thấy này, xuất hiện những phiên uptrend 3 sau đó phục hồi lại tăng trần trở lại thì sao ạ? Khi mà nó rơi thì nó sao ạ? Nó rơi rất là nhanh, tại vì thị trường chúng ta nó lên bằng thang bộ mà nó xuống bằng thang máy mà các anh chị. Tại vì khi mà các anh chị thấy nó bước vào giai đoạn bán tháo thì không có anh chị đầu tư nào đủ tỉnh táo để đặt lệnh hay là kê giá đâu. Các anh chị cứ đặt mà MB các anh chị bán thôi. Nên lưu ý ở hiện tại thì những cái lúc mà các anh chị cần quản trị rủi ro cần nhất, chứ không phải là những cái lúc mà các anh chị cứ FOMO thị trường đám đông, các anh chị nghĩ rằng thị trường tăng, và cái việc kỳ vọng như thế thì nó sẽ rất là dễ dàng thua lỗ trong thị trường này. Nên anh chị phải kiềm chế những cảm xúc của anh chị, mình cứ bán ra đi, sau khi thị trường phục hồi trở lại hay là cân bằng trở lại thì mình tham gia. Và ở những giai đoạn phía trước này anh chị thấy này, yếu tố của nó khi mà nó đánh vượt đỉnh này như thế nào ạ? Nó yếu tố này xuất hiện một phiên sách cao 3 này, sao ạ? Nó tăng phục hồi kỹ thuật trở lại, nó retest lại với khối lượng thấp này, sau đó nó muốn đánh tăng vượt đỉnh hay sao ạ? Thì nó cũng phải là có những yếu tố này tích lũy trở lại nó mới đánh tăng được, nó phải cần một quá trình chứ không phải là ngày 1 ngày 2 mà nó có thể tăng được đâu. Vùng này theo đánh giá là rủi ro rồi, nên chị cứ canh và hạ dần những cái tỷ trọng margin, hạ dần những tỷ trọng cổ phiếu anh chị đi, và nắm giữ tiền mặt nhiều hơn để đợi những cái thời cơ chín mùi rồi chúng ta vào, vẫn chưa có muộn. Nên chị lưu ý thời điểm này là những cái thời điểm tốt nhất để mình quản trị rủi ro. Thì bây giờ em cũng sẽ vào những cái mã cổ phiếu để anh chị có thể là nắm bắt nhiều hơn. Thì đầu tiên ấy thì em sẽ vào những cái mã cổ phiếu của dòng ngân hàng. Thì dòng ngân hàng có STB đi, em cũng sẽ đi vài mã cổ phiếu thôi. STB thì anh chị thấy này, STB khi nó bước vào một cái trên tay tăng và nó tăng chạy nước rút như thế này, có những yếu tố này các anh chị thấy này, xuất hiện một cái phiên gọi là giảm điểm mạnh, sau đó tăng, sau đó giảm điểm mạnh, thì xuất hiện mẫu hình là hai đỉnh rồi. Yếu tố ở những vùng này này, những cái vùng đó mình không nên mua nữa, mình cứ quan sát đi. Khi nào mà nó tạo ra những vùng tích lũy thêm ấy thì mình tham gia. Các anh chị thấy này, ở giai đoạn phía trước ấy, khi mà nó xuất hiện này anh chị thấy up hết 3 xu hướng giảm mạnh, thì muốn tăng lại thì sao, nó phải cần một cái quá trình đó là tích lũy và sao quay trở lại thì mới có thể là đánh vượt đỉnh được. Thì những cái lúc ấy mà mình canh bán ra những vùng này này, nhịp phục hồi kỹ thuật thì mình canh bán ra đi. Nếu mình lỡ mua vùng đỉnh này thì nhịp phục hồi kỹ thuật mình bán ra, chứ đâu có phải là mình trung bình giá xuống. Khi mà nó trong xuống như thế này, các anh chị trung bình giá xuống cỡ nào anh chị cũng lỗ thôi. Em ví dụ như Vinamilk đi, nếu các anh chị tham gia các anh chị bắt đáy đi, có mấy ai mà lãi được đối với mã phiếu này đâu. Các anh chị thấy giá rẻ anh chị mua, nhưng mà các anh chị thấy cái cơ hội của anh chị là rủi ro, đúng không ạ? Chứ không phải là cái cơ hội của anh chị là nó sẽ chiến thắng. Anh chị thấy là khi các anh chị bắt đáy đi, các anh chị có lãi không? Bắt đáy này T1 này, T2, T3, đúng không ạ? T3 thì sao? Các anh chị lỗ lại. Khi các anh chị bắt đáy, cái việc mà bắt đáy trong thị trường nó sẽ không khả quan, nên chị hạn chế bắt đáy, đợi cân bằng lại các anh chị tham gia. Khi trong một cái trend tăng như thế này này, khi nó bước vào giai đoạn vượt đỉnh như thế này, nó bước vào trend tăng này, anh chị thấy này, nó vượt đỉnh trước, sau đó nó tích lũy trở lại sao ạ? Thì mình mua vào, những lúc này mua vào an toàn không? An toàn chứ, tại vì sao? Nó là xu hướng tăng, mua điểm nào cũng lãi, nhưng mà nó là xuống và sau đó nó có những yếu tố là nó có những yếu tố này, nó tạo ra vùng nền nhưng mà nó không vững chắc, yếu tố vol lớn, nó test lại vol lớn thì sao? Nó gãi tiếp. Nên lưu ý hiện tại thì mình cứ canh cơ lại danh mục đi. Hay là những cái mã cổ phiếu như VIB Bank này là một trong những mã cổ phiếu em nói có những cái khả năng đi ngược lại thị trường, thì anh chị có thể là xem lại những video trước. Thì những cái mã cổ phiếu như VIB Bank vì sao lại nó đi ngược lại thị trường, tại vì anh chị biết ấy, ở đây các anh chị thấy những cái lượng lệnh rất là lớn vào cuối phiên là 2.165.000 cổ phiếu, ngày nào cũng có. Thì ai là những cái người đổ tiền vào để họ kéo cổ phiếu này lên, kéo xả liên tục như thế này, và hầu như những vùng này hầu như các anh chị đầu tư cá nhân nào là chịu nổi đối với mã cổ phiếu VIB Bank đâu. Hầu như anh chị thấy những mã cổ phiếu khác tăng sốc thì các anh chị bắt đầu các anh chị đổ vào những mã cổ phiếu khác, các anh chị mua, và khi các anh chị mua thì mua những mã cổ phiếu khác, thì những cái vùng này những vùng mà tạo lập thu mua lại được lượng hàng, và khi họ thu mua được lượng hàng thì họ phải giữ giá mã cổ phiếu này, chứ không thể nào mà họ có thể là đánh gãy mã cổ phiếu này được, đúng không ạ? Hôm nay mới vào 2.165 cổ phiếu, không lẽ ngày mai họ bán ra 10 triệu phiếu về những vùng này, khác gì mà họ tự cưa chân của họ, đúng không ạ? Nên chị lưu ý những cái mã cổ phiếu nào nó sẽ đi ngược thị trường, là những cái mã cổ phiếu như VIB Bank này khả năng đi ngược thị trường rất là cao, tại do có những cái sự thao túng về cung cầu của thị trường, cũng như là có những sự thao túng của tổ chức, nên khả năng nó sẽ đi ngược thị trường. Thì những mã cổ phiếu này có thì cứ nắm giữ thêm, chứ các anh chị cũng chưa cần cơ cấu đối với mã này. Theo đánh giá mã cổ phiếu này sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu mạnh của thị trường, giống như BDR giai đoạn trước này anh chị thấy này, BDR giai đoạn trước này thị trường ấy, những cái yếu tố này nó điều chỉnh hay sao ạ? Thị trường mã cổ phiếu này có điều chỉnh đâu mà nó vẫn tiếp tục là sideways, sau đó tăng, đúng không ạ? Sideways nó tiếp tục tăng, thì đó là những cái mã cổ phiếu gọi là có những sự thao túng cung cầu của thị trường. Các anh chị thấy này, những giai đoạn phía trước này anh chị thấy này, lúc nào này giảm một cuối phiên này kéo lên này, giảm cuối phiên kéo lên, giảm cuối phiên kéo lên, thì ai là những người làm được những cái điều đó? Thì tổ chức thôi, chứ chả có một cái cá nhân nào làm được điều đó đâu. Nên VIB Bank khả năng nó sẽ đi ngược thị trường rất là cao, nên lưu ý đối với mã phiếu này. Còn những cái mã cổ phiếu như Techcombank thì sao? Đây, những cái mã cổ phiếu như Techcombank, các anh chị thấy này, ở hiện tại nếu muốn tăng thì sao ạ? Nó phải cần hấp thụ lượng cung tương đối lớn, và nó phải tạo ra mẫu hình gọi là vai đầu vai ngược, hoặc là mẫu hình là hai đáy, nó mới có thể là tiếp tục tăng vượt đỉnh được. Chứ vùng này này hầu như anh chị đầu tư chỉ cần canh đấy là hòa vốn để anh chị bán ra thôi, hoặc là anh chị đầu tư bắt đáy này, các anh chị phải canh là các anh chị canh đến những vùng kháng cự này các anh chị cũng bán ra, đúng không ạ? Nên những mã cổ phiếu này ấy, là những cái mã cổ phiếu các anh chị quan sát thêm và chưa có điểm mua. Nếu anh chị nào muốn mua thì các anh chị phải đợi những cái điểm nó cân bằng lên trở lại. Em ví dụ như giai đoạn này anh chị thấy này, khi nó giảm mạnh như thế này thì nó phải cần cân bằng lại như thế này này, tạo ra mẫu hình này, vai đầu vai ngược, thì lúc đó mình mua vẫn chưa muộn. Còn bây giờ mình cứ quan sát thêm, nếu mình có thì mình cứ canh hạ dần tỷ trọng margin đi, khi nào mà thị trường nó tạo ra chu kỳ mới thì mình tham gia, và bây giờ mình cứ đứng ngoài và mình tìm siêu cổ. Khi thị trường mà nó điều chỉnh thì nó mới tạo ra những cái mẫu hình đẹp để mình tham gia. Em ví dụ như SSI này, khi mà nó có những yếu tố để điều chỉnh của thị trường này, đúng không ạ? Lúc mà trong phiên tăng thì làm gì nó tạo ra mẫu hình, khi mà thị trường điều chỉnh như thế này này, nó tạo ra mẫu hình này, cốc tay cầm này, lúc đó là mình mới biết mã cổ phiếu này là siêu cổ, thì mình mới vào mình tham gia vào những cái giai đoạn gọi là chạy nước rút của nó, đúng không ạ? Thì những lúc mình vào mình kiếm lợi, chứ đâu phải là khi mà thị trường tăng cao như thế này lao vào bắt đáy đâu các anh chị. Các anh chị thấy này, đúng không ạ? Khi mà nó xuất hiện mẫu hình cốc tay cầm thì sau đó nó lại break, nó tăng. Và vì sao lại phân tích kỹ thuật là những cái sự phân tích về những cái dữ liệu trong quá khứ, tại vì anh chị biết ấy, cái hành vi và tâm lý của anh chị không bao giờ thay đổi theo thời gian, nên nó sẽ tạo ra những cái mẫu hình như thế. Như HCM là một cái ví dụ điển hình thôi, các anh chị có thể là hình dung này, khi nó xuất hiện mẫu hình này cốc tay cầm sau đó break out, thì bây giờ cốc tay cầm break out nó cũng sẽ diễn ra như thế, đúng không ạ? Chứ đâu phải là tự nhiên nó diễn ra như thế đâu. Như là STB này, nó là mẫu hình VSA tạo đáy, anh chị thấy này, nó tạo ra những cái điểm rất là rõ ràng này. ST này, ST gọi là SC, gọi là selling climax, là cái điểm đầu tiên này, hầu như cái điểm này quá bán, có những cái lực cầu của tổ chức vào định giá, sau đó xuất hiện những cái điểm AR phục hồi tự động và những cái vùng gom hàng của tổ chức gọi là STB, sau đó spring rũ bỏ, sau đó đẩy giá. Thì SHS cũng vậy thôi, nó cũng sẽ diễn ra như thế. Các anh chị thấy đầy đủ các pha như thế, nó luôn luôn diễn ra như thế, mà mặc dù các anh chị biết hay không thôi, đúng không ạ? Hay là những mẫu hình ở giai đoạn phía này là điểm LBS này cũng tạo ra mẫu hình gì ạ? Cốc này, ta cầm sau đó break thì nó mới tiếp tục tăng. Thì những cái dữ liệu quá khứ là những cái dữ liệu tốt nhất để mình có thể phân tích về thị trường, nên những cái chuyên gia họ đều phân tích lại những cái dữ liệu quá khứ. Và ông Seth Livermore có nói là cái dữ liệu quá khứ cũng như là tâm lý con người 100 năm cũng không thay đổi, nên những cái dữ liệu quá khứ hay là những cái mẫu hình trong thị trường chứng khoán đều áp dụng được trong phân tích kỹ thuật cũng như là phân tích về hành vi giá và cũng như là khối lượng. Đó thì là những cái điều anh chị cần chú ý. Thì những cái mã cổ phiếu như BID nữa này, hay là những cái mã cổ phiếu như STB thì nó cũng cần cơ cấu lại danh mục, chứ không còn những điểm mua cho anh chị tham gia nữa rồi. Hay là những cái việc mã cổ phiếu Vietcombank này, mã cổ phiếu trụ của thị trường này, nó hôm nay nó cũng bắt đầu nó giữ giá, nó kéo thị trường nó lại, và khi trước của nó cũng xuất hiện những cái vol bán, nhưng mà vol bán không lớn, thì những vùng này này khả năng nó cũng sẽ có yếu tố nó tích lũy trở lại thôi, chứ không phải là nó phục hồi mạnh mẽ lên được, tại vì có yếu tố tăng giá mà hai phiên nó từ chối rồi. Thì vùng này các anh chị thấy lượng cung lớn, vùng này cũng lượng cung lớn, muốn tăng lên thì nó phải cần một cái thời gian tương đối lâu dài nó mới có thể tiếp tục tăng được, nên mã phiếu này nó cũng không có điểm mua. Các anh chị có thì cứ quan sát thêm và nắm giữ thêm thôi. Vùng này nó cũng vùng về vùng hỗ trợ rồi, các anh chị có thì anh chị cũng canh chốt lại ra 1/2. Hay là những cái mã cổ phiếu như CTG thì sao? CTG này anh chị thấy hôm nay phục hồi cũng tương đối này, yếu tố này xuất hiện một cái phiên ấy gọi là giảm, nhưng mà giảm nó không có volume lớn, và khi nó giảm không có volume lớn ấy, thì cái việc phục hồi lên ở những vùng giá này thì nó sẽ khả năng sẽ dễ dàng hơn, và nó tạo mẫu hình nó sẽ dễ dàng hơn, vì lượng cầu nó vào nhiều thì nó sẽ hấp thụ hết lượng cung ở vùng này, và khi ấy, nó hấp thụ hết lượng cung thì nó phải có những vùng tích lũy và sideways nó mới đánh vượt được. Các anh chị thấy này, những giai đoạn này nếu mà nó điều chỉnh mạnh đi, nó điều chỉnh mạnh như thế này, các anh chị thấy này, yếu tố dòng tiền lớn nó vào thì nó mới đánh vượt đỉnh được. Các anh chị thấy này, yếu tố nó điều chỉnh mạnh nhưng mà phải cạn cung như thế này, còn bây giờ anh chị thấy là điều chỉnh và volume lớn như thế này thì nó chưa cạn cung, thì khả năng nó sẽ tiếp tục điều chỉnh. Lưu ý có canh thì chốt lại 1/2, chứ chưa nên tham gia mua mới. Thì hầu như những cái điểm mua mới hôm nay thì sẽ không có, thì những cái mã cổ phiếu mà không có điểm mua mới thì anh chị cứ canh hạ dần tỷ trọng margin vùng này. Thì đó là những cái khuyến nghị của em hôm nay, hạn chế mua mới cũng như là mình cứ canh, khi tăng thì mình chốt ra trước đi, và khi nào mà nó tạo ra một cái chu kỳ mới thì mình tham gia sau. Thì là một cái video ngắn thôi để anh chị có thể hiểu hơn về thị trường, nên anh chị thấy hay thì có thể là like và subscribe kênh để em có thể ra được nhiều video tốt hơn để mọi người có thể là nắm bắt.